quý vị độc giả của báo Sài Gòn Giải Phóng, hiện Thu Hương đang đứng ngay cổng Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là bảo tàng được yêu thích nhất, nằm trong top 10 những điểm đến thú vị nhất tại thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, nơi đây cũng được bình chọn nằm trong top 25 bảo tàng hấp dẫn nhất châu Á. Và gần đây nhất, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh Thành phố Hồ Chí Minh còn được xướng tên nằm trong top 25 bảo tàng đẹp nhất thế giới. Với những thông tin như trên thì Thu Hương mới hiểu lý do tại sao bảo tàng này lại đặc biệt thu hút khách du lịch đến như vậy. Nào bây giờ chúng ta hãy cùng vào bên trong và tham quan bảo tàng này nhé. Là bảo tàng chuyên đề về tội ác, hậu quả chiến tranh xâm lược duy nhất trong cả nước, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh có một lợi thế vô cùng đặc biệt do nội dung trưng bày không trùng lắp với các bảo tàng bạn, có sức hấp dẫn thuyết phục cao, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khách tham quan Việt Nam cũng như quốc tế. Bảo tàng mở cửa phục vụ khách tham quan từ ngày 4 tháng 9 năm 1975 đến nay, có địa chỉ ở số 28 Võ Văn Tần, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh là đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt, bảo tàng là đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo toàn bộ chi phí, hoạt động thường xuyên, mở cửa phục vụ xuyên suốt từ 7h30 đến 18 giờ hàng ngày. Bảo tàng đã trở thành thành viên của hệ thống Bảo tàng vì Hòa bình Thế giới (INMP) trực thuộc UNESCO năm 1998 và thành viên của Hội đồng Bảo tàng Thế giới (ICOM) năm 2007. Thưa quý vị, nơi Thu Hương đang đứng đây là khu trưng bày các phương tiện mà quân đội Mỹ đã sử dụng trong chiến tranh Việt Nam như máy bay trinh sát, máy bay phản lực, xe tăng M84, M41. Với 15.184 hiện vật được kiểm kê khoa học và lưu giữ quản lý, thì Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh đã thu hút 1 triệu lượt du khách quốc tế đến tham quan vào năm 2017. Riêng 6 tháng đầu năm 2018 thì đã thu hút hơn 600.000 lượt khách. Nãy giờ thì chúng ta đã có dịp tham quan khu vực phía ngoài bảo tàng. Còn bây giờ hãy tiếp tục theo chân Thu Hương để khám phá những điều thú vị bên trong bảo tàng này nhé. Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh hiện có tổng cộng 8 chuyên đề trưng bày thường xuyên về tội ác, hậu quả của chiến tranh xâm lược, về sự ủng hộ của nhân dân thế giới đối với cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc của nhân dân Việt Nam. Hiện nay, bảo tàng đang từng bước thực hiện việc chỉnh lý trưng bày theo xu hướng hiện đại, đáp ứng nhu cầu tham quan ngày càng cao của du khách, như áp dụng trang thiết bị nghe nhìn, tạo hiệu ứng cho các nội dung trưng bày, thực hiện các màn hình chạm tại các phòng trưng bày, giúp khách tham quan tìm hiểu sâu hơn về nội dung trưng bày, audio guide nhiều ngôn ngữ giúp khách tự trải nghiệm khi tham quan. Quý vị và các bạn, để tìm hiểu sâu hơn về lịch sử, sự khác biệt cũng như là ý nghĩa nhân văn của Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh Thành phố Hồ Chí Minh, thì Thu Hương xin mời quý vị khán giả hãy cùng gặp gỡ Phó Giám đốc Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, anh Châu Phước Hiệp. Xin chào anh, thưa anh, thì không biết là Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, sự khác biệt và ý nghĩa nhân văn của nó nằm ở những điểm nào ạ? Cuộc chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam kéo dài 21 năm, nó để lại biết bao nhiêu hậu quả, nhưng muốn gửi gắm một thông điệp đến cho mọi người là hãy bảo vệ nền hòa bình. Theo Thu Hương được biết thì bảo tàng của mình hiện có tổng cộng 8 chuyên đề trưng bày thường xuyên. Vậy thì không biết trong 8 chuyên đề đó có những chuyên đề nào đặc biệt quan trọng mà để lại ấn tượng cho du khách quốc tế ạ? Đó là chuyên đề hồi niệm, chuyên đề thứ hai là chuyên đề hệ thống nhà tù của chế độ Mỹ Ngụy ở Việt Nam. Và có lẽ một chuyên đề mà ai cũng khi đến tham quan để lại nhiều cảm xúc, đó là chuyên đề là hậu quả của chiến tranh hóa học hay gọi là chất độc hóa cam trong chiến tranh Việt Nam. Và có lẽ chúng ta sẽ lần lượt đi tham quan những chuyên đề mà anh vừa kể. Xin mời Thu Hương. Yeah. Phóng viên chiến trường đến ở nhiều quốc gia trên thế giới, qua cái cuộc sống tác nghiệp của họ ở chiến trường Việt Nam thì cho ra những sản phẩm, đó là những bức ảnh được phản ánh toàn bộ cuộc chiến tranh chân thực nhất kể từ hai phía. Đây là hình ảnh của những người chiến sĩ cách mạng vận chuyển trang thiết bị cũng như là lương thực cho bộ đội bằng hình thức xe thồ, và hình ảnh là dùng sức mình để vác những cái vũ khí. Còn bên kia những hình ảnh dùng trực thăng, máy bay và tất cả trang thiết bị hiện đại mà người Mỹ đã sử dụng trong cuộc chiến tranh Việt Nam. Chính vì thấy là cuộc chiến tranh này là những sự tương phản. Không biết là nghe ở phía bên ngoài thì mình có trưng bày những cái tấm hình của các phóng viên chiến trường, bảo tàng mình có luôn giữ lại hình nào của họ không ạ? Đây là một góc mà bảo tàng trưng bày trong chuyên đề này, đó là những chân dung của những phóng viên chiến trường đã tác nghiệp Việt Nam. Bảo tàng sẽ thiết kế trưng bày lại cái nội dung ở cái góc này và sẽ áp dụng những cái trang thiết bị hiện đại, thí dụ như là màn hình chạm. Khi chúng ta tham quan thì chúng ta có thể tìm hiểu được cuộc đời sự nghiệp của họ, về những cái tác phẩm của họ. Hy vọng là sẽ giúp quý khách tìm hiểu sâu hơn chân dung của những phóng viên. Cách mạng cũng như là cái tinh thần đấu tranh của những cái thế hệ cha ông trước để cho chúng ta có những ngày hòa bình như hôm nay. Chúng ta biết là trong chiến tranh Việt Nam, Mỹ đã rải xuống Việt Nam hơn 80 triệu lít chất độc, trong đó có 166 kg chất độc, đặc biệt là cực độc, đó là chất dioxin da cam. Đây là cái bản đồ những vùng bị rải chất độc hóa học trong chiến tranh ở Việt Nam. Trên bản đồ này diễn tả 3 cấp độ: màu xám, màu hồng và màu đỏ, thể hiện rải một lần, nhiều lần thì hầu như ở nơi nào cũng thấy chất độc hóa học. Tác hại của chất độc hóa học, đặc biệt là chất dioxin, nó tác hại đến con người rất là nhiều và từ đó thì nó gây ra nhiều cái biến chứng, nhiều cái bệnh tật đối với con người. Ngoài những cái hình ảnh hiện vật thì tại bảo tàng Chứng tích Chiến tranh có một hình thức trưng bày mới, hay còn gọi là kết hợp giữa trưng bày với lại những nhân chứng chiến tranh và đặc biệt là những nạn nhân chất độc da cam. Họ tự cái tay của mình làm ra những sản phẩm bán cho khách khi mà khách đến tham quan bảo tàng. Em tên là Đào Nữ Hoàng Lan, em ở cơ sở Anh Cúc. Lan thì đã làm việc ở bảo tàng này trong khoảng thời gian bao lâu rồi và cái cơ duyên của mình đến đây là vì cơ duyên như thế nào? Dạ, em làm việc được 1 năm. Và em vô đây là kiếm thêm thu nhập. Dạ, em chào chị, em tên là Trình Thị Duyên. Hiện tại thì em đang ở mái ấm An Phúc. Với công việc hiện tại thì Duyên có hài lòng và những cái ước mơ tương lai nho nhỏ của bạn là gì ở trong cái cuộc sống này? Hiện tại thì em rất là hài lòng với công việc mà em đang làm. Còn tương lai thì em mong muốn phụ giúp thêm, có tiền phụ giúp thêm cho gia đình của mình. Thưa quý vị và các bạn, trên tay Thu Hương đây là một sản phẩm bé bé xinh xinh vừa được hoàn thành xong từ đôi bàn tay khéo léo của các bạn ở đây. Và chắc chắn rồi đây sẽ là một món quà vô cùng ý nghĩa dành tặng cho người thân và bạn bè sau mỗi chuyến du lịch. Và Thu Hương sẽ mua về làm quà cho bạn bè của mình. Ngày hôm nay thì rất cảm ơn mọi người đã dành thời gian trò chuyện với Thu Hương và xin chúc mọi người sức khỏe cũng như là luôn vươn quay bán đắt ạ. Ngày hôm nay thì cảm ơn anh Phước Hiệp đã đồng hành cùng Thu Hương trong suốt quá trình tham quan và giúp em cũng như là quý vị khán giả hiểu sâu hơn về bảo tàng của mình. Còn bây giờ thì Thu Hương xin hẹn anh Phước Hiệp trong một thời gian gần nhất có thể đến tham quan bảo tàng của mình một lần nữa. Anh cảm ơn chương trình đã đến tham quan bảo tàng và cùng trải nghiệm với anh về những nội dung trưng bày tại bảo tàng. Tất cả những nội dung trưng bày ở đây muốn gửi đến tham quan một thông điệp, đó là hãy gìn giữ cái nền bình của thế giới. Một lần nữa xin cảm ơn chương trình và hẹn gặp lại trong một ngày gần nhất. I love Vietnam. I love the Vietnamese people. I was keen to learn more about the war in Vietnam, especially during the 60s and 70s when I was younger. I think it's a great great museum. I think it's great from the experience of what we've had. It's just going around to see what happened and how it happened, and also the effects of what's happened. So this museum, this was the first time, just to learn more about the history. I study history back in England, so it's interesting what's happened, but it's very interesting because you don't learn about it in as much detail back in England, and you probably should. I just knew a bit about the war, I didn't really know the whole history, and obviously now I know more about it and how bad it actually was for, and still is. I think it's very interesting when you go to all the different rooms and that, and it's got a lot of detail in it that you definitely need to know, and the pictures and that, so. Well, I don't think there's any winners in war, and I think this proves it, you know, so hopefully we don't have any more wars, you know. Beautiful people, yeah, very friendly, yeah, very inviting, lovely people. Cuộc sống muôn màu muôn vẻ với biết bao điều đang chờ ta khám phá. Đất nước Việt Nam đã đi qua chiến tranh và người dân thành phố Hồ Chí Minh hôm nay đang chung tay xây dựng một thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Và sau khi bước ra khỏi Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh thì Thu Hương càng thêm yêu mến và tự hào con người Việt Nam, luôn yêu chuộng và mong ước giữ vững nền hòa bình dân tộc.